Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam chiều nay ngày 24 tháng 9, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng công nương Kawashima Kiko đã có cuộc gặp gỡ và chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng công nương Kawashima Kiko tới thăm thành phố Đà Nẵng. Ông cho biết, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập mối quan hệ với nhiều địa phương của Nhật Bản như Nagasaki, Sakai và một số địa phương khác. Hy vọng trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ thiết lập nhiều mối quan hệ hữu nghị với các địa phương khác của Nhật Bản. Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cho biết đây là lần thứ 3 đến Việt Nam nhưng là lần đầu tiên đến Đà Nẵng. Hoàng Thái tử Nhật Bản nhấn mạnh mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn rất tốt đẹp và hy vọng trong thời gian tới mối quan hệ giữa hai nước sẽ đi vào chiều sâu hơn nữa. Ngày 24 tháng 9 nhận lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9 năm 2023 và sẽ đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba dự lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba sẽ cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự lễ meeting kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 9 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức. Sáng nay ngày 24 tháng 9, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, sau khi vụ cháy nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất bóng chơi gôn ở Đài Loan khiến cho hơn 100 người thương vong, trong đó có 16 lao động Việt Nam bị thương, đơn vị này đã chỉ đạo các doanh nghiệp phải cử lao động phối hợp với cơ quan liên quan của Đài Loan kịp thời cứu chữa, bảo đảm lợi ích cho người lao động. Nhà chức trách Đài Loan Trung Quốc cho biết, vụ cháy xảy ra tại nhà máy sản xuất bóng chơi gôn có hơn 500 lao động đang làm việc, trong đó có 106 lao động Việt Nam. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cục Quản lý Lao động ngoài nước đã yêu cầu Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với người sử dụng lao động, các cơ quan liên quan của Đài Loan và bệnh viện tích cực cứu chữa, bảo vệ sức khỏe của người lao động. Đề nghị phía Đài Loan chi trả chi phí chữa trị và có hình thức hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người lao động bị thương, bố trí việc làm cho người lao động sau vụ cháy nổ. Tính đến chiều ngày 23 tháng 9, cơ quan chức năng sở tại đã xác định có 6 người thiệt mạng, bao gồm 3 lính cứu hỏa và 3 nhân viên, 98 người bị thương, 5 người mất tích. Các lao động Việt Nam đều không nguy hiểm đến tính mạng. Trong số 16 lao động Việt Nam bị thương, có 3 người bị thương nặng, 4 người bị thương mức trung bình, 9 người bị thương nhẹ, trong đó 3 người đã được xuất viện. Các cơ quan chức năng sở tại đã tiến hành phát tiền trợ cấp ban đầu cho người lao động bị thương trong vụ hỏa hoạn. Lao động bị thương nặng được trợ cấp 100.000 đài tệ, tương đương khoảng 76 triệu đồng. Lao động bị thương mức trung được trợ cấp 10.000 đài tệ, tương đương khoảng 7,6 triệu đồng. Và lao động bị thương nhẹ được trợ cấp 5.000 đài tệ, tương đương khoảng 3,8 triệu đồng. Trong thời gian tới, Cục Quản lý Lao động ngoài nước sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và phía Đài Loan theo dõi sát tình hình, kịp thời xử lý các phát sinh, bảo đảm tối đa quyền lợi của người lao động làm việc tại nhà máy này. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng vừa đưa ra cảnh báo mưa to đối với các tỉnh thuộc Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Bộ. Đợt mưa có thể kéo dài từ ngày mai 25 tháng 9 đến hết ngày 27 tháng 9. Cơ quan khí tượng cho biết, đêm 23 tháng 9 và sáng nay 24 tháng 9, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, có nơi có mưa to. Dự báo từ ngày 25 đến 27 tháng 9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Ở Bắc và Trung Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm một đợt, có nơi trên 300 mm một đợt. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 100 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 200 mm một đợt. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Thưa quý vị, mặc dù ngành điện ở Thừa Thiên Huế đang cố gắng đầu tư hoàn thiện lưới điện nông thôn, nhưng với địa bàn rộng, nguồn lực hạn chế và sự quan tâm của chính quyền cấp xã, huyện chưa đồng đều nên đã để lại nhiều nỗi lo về an toàn lưới điện, nhất là đoạn sau công tơ. Nằm trên cột kiên cố, chẳng buộc tạm lên cây, chống đỡ tạm bợ, thậm chí là thả vào lòng sông. Đó là tình trạng của nhiều đường dây điện được các hộ gia đình đấu nối từ các công tơ về nhà ở một số địa phương tại Thừa Thiên Huế. Trong những đường dây này, phóng viên truyền hình Nhân dân phát hiện có những đoạn đã bị bong lớp vỏ cách điện hở lõi nhôm vô cùng nguy hiểm. Trước mùa mưa bão, các đơn vị quản lý vận hành có tổ chức kiểm tra và đánh giá tình trạng an toàn, những cái nguy cơ tiềm ẩn để thông báo cho khách hàng có cái sự phối hợp xử lý khắc phục những cái tồn tại. Đường dây sau công tơ thuộc hộ gia đình quản lý sử dụng vì ngành điện chỉ đầu tư bán điện đến đồng hồ, nhưng do điều kiện kinh tế, một số hộ gia đình đã phớt lờ việc thay thế, sửa chữa cho dù dây đã xuống cấp. Một số cái dây sau công tơ của bà con thì ngoài cái kênh của điện lực là tuyên truyền qua loa truyền thanh cũng như là trang web của địa phương, thì đơn vị cũng rất cần chính quyền địa phương quan tâm phối hợp đơn vị để thường xuyên nhắc nhở cũng thông báo cho bà con đảm bảo an toàn dây sau công tơ trong mùa mưa bão. Thực tế, bên cạnh những nơi chính quyền địa phương quan tâm, hành lang đường dây sau công tơ được bảo vệ tương đối tốt, còn tồn tại một số nơi chính quyền quan tâm chưa đúng mức, khiến đường dây sau công tơ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mùa mưa bão cận kề, Thừa Thiên Huế cần quán triệt các địa phương trong tỉnh, phối hợp ngành điện và các hộ dân khẩn trương rà soát, sửa chữa lưới điện, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.